sao? Hôm nay con phải ra để thăm đấy. Cảm ơn con. Bác sĩ bác nói á, Phương sống được bao lâu nữa. Mà cũng thương bà ấy thật đấy. Chả có ai vào thăm bà ấy ngoài con cái bà ấy cả. Nhân viên phục vụ lưu ý, buổi trưa sẽ được lực lượng chuẩn bị ở khu giảm đau và sau đó là công viên. Ha 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 ha!
là ăn trái cây đi, cam đi, hay là ăn táo đi em, hả? Thank you.